tạo bước chuyển mới trong công tác giám sát. Phát biểu kết luận hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng ngày 4 tháng 11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, giám sát trên tinh thần xây dựng, giữa xây và chống thì xây vẫn là căn bản, lâu dài, chống là quyết liệt, triệt để. Phải đánh giá cân bằng, khách quan để tiếp tục hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh khâu tổ chức thực hiện để mọi việc tốt hơn, góp phần cho phát triển kinh tế xã hội và xây dựng đất nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đây là hội nghị trực tuyến toàn quốc đầu tiên trong nhiệm kỳ này để triển khai công tác giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm thống nhất nhận thức, hành động từ trung ương đến địa phương, từ cơ quan này với cơ quan khác, bảo đảm phối hợp dọc, ngang, trên, dưới, trong ngoài với mục tiêu tổ chức giám sát đạt được kết quả như mong muốn. Nhấn mạnh đến việc tổ chức thực hiện, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, trước hết, trách nhiệm đầu tiên trực tiếp là của các đoàn giám sát. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các trưởng đoàn và các thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của luật hoạt động giám sát và các quy chế, quy định pháp luật khác có liên quan. Mà đã vào là phải làm đến nơi đến chỗ, từng cá nhân cũng phải làm đến nơi đến chỗ. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ theo yêu cầu của luật cũng như yêu cầu của đoàn. Và nêu cao được cái tinh thần trách nhiệm cũng như là các cái trình độ năng lực, và lắng nghe ý kiến của chuyên gia, ý kiến của các cái nhà khoa học, ý kiến của nhân dân, chúng ta phải nghe bằng nhiều kênh, nhiều tai, rồi rất là trung thực, rất là khách quan, đồng thời là cũng phải tôn trọng những cái đối tượng giám sát, không được sách nhiễu, không gây phiền hà, không có cua cày càng cá cày vây. Cái này các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã nhắc nhiều lắm rồi. Người ta đây là giám sát tối cao thì muốn xuống làm gì được, không phải thế đâu. Và không được là gây ra những cái phiền toái, những cái ảnh hưởng đến cái hoạt động bình thường của các cái cơ quan, các cái đối tượng được kiểm soát. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, giám sát trên tinh thần xây dựng, giữa xây và chống thì xây vẫn là căn bản, lâu dài, chống là quyết liệt, triệt để. Phát huy được những mô hình tốt, những cách làm hay, gương người tốt, việc tốt để nhân rộng ra. Đặc biệt, cách làm phải linh hoạt, dựa vào dân. Bác Hồ nói là bây giờ bảo là giám sát là cái gì, à, thực hành tiết kiệm chống lãng phí thì phải làm thế nào. Thì bác nói có một cái câu, có cái đại ý, tức là bây giờ phải biến là mọi cái con mắt và tai mắt của nhân dân là thành hàng triệu cái ngọn đèn pha để mà soi rọi, để không có chỗ ẩn nấp cho cái tiêu cực, cho cái lãng phí, cho cái quan liêu và cho cái tiêu cực, cho tham nhũng. Thiếu dựa vào dân thì dựa vào ai? Thế cho nên chúng ta phải dựa vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cái tổ chức thành viên, các cơ quan chức năng ở địa phương và ở trung ương để chúng ta làm tốt. Hội nghị đã nghe 14 đại biểu phát biểu, trong đó có ý kiến của các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ngành. Các đại biểu đều cho rằng các chuyên đề giám sát được lựa chọn rất đúng, rất trúng. Nếu làm tốt các chuyên đề giám sát này, thì sẽ tạo ra bước chuyển mới trong công tác giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đồng thời sẽ tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong từng lĩnh vực thuộc phạm vi và đối tượng giám sát.